Kính thưa quý khán thính giả, Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California tổ chức lần thứ 6 một buổi tiệc thường niên quy tụ các thành viên cùng với anh chị em ngành thẩm mỹ và các thân hữu tề tụ gặp gỡ nhau tại nhà hàng Phú Lâm San Jose vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017. Như chúng ta đã biết, các chị em làm ngành móng tay hàng ngày phải tiếp xúc với các hóa chất chứa độc tố được biết và nghi ngờ là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật ung thư, bệnh đường hô hấp, bệnh da và tác hại đến khả năng sinh sản của 80% người gốc Việt đang làm việc trong ngành móng tay và thẩm mỹ. Chính vì thế, Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California được ra đời năm 2005 với mục đích tranh đấu cho sức khỏe và bênh vực quyền lợi của nhân viên ngành móng tay thẩm mỹ được lành mạnh, vững bền và công bằng hơn. Đây là lần thứ 6 Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California tổ chức tiệc gặp gỡ. Chị Phương An Đoàn, một thành viên nòng cốt của Liên hiệp cho biết mục đích của buổi tiệc thường niên để gặp gỡ và ăn mừng những thành tựu về cải tiến ngành nail đã đạt được trong năm. Xin kính chào khán giả Việt Vùng Vịnh. Đây là Phương An, đại diện cho Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California tại nhà hàng Phú Lâm. Tối ngày 5 tây tháng 11 hôm nay, chúng tôi có buổi tiệc thường niên hàng năm để tụ hội tất cả các anh chị em ngành thẩm mỹ móng tay trong vùng vịnh từ Sacramento đến San Jose và các vùng phụ cận. Hôm nay, buổi tiệc ngày hôm nay hy vọng là sẽ đặc biệt tưng bừng hơn những năm qua. Vì sự tham dự trong từ đầu đến giờ chúng tôi thấy khá nhiều, rất nhiều các anh chị em từ nhiều vùng trước đây chưa bao giờ đến và kỳ này cũng đến. Thành ra hy vọng buổi tiệc hàng năm của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh lần thứ 6 hôm nay sẽ là một thành công rực rỡ hơn những năm qua. Ông Lưu Quang Vinh, thành viên ban quản trị Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California cho biết thành quả đạt được trong năm nay của Liên hiệp. Và năm nay chúng ta đã được hai dự luật đã thông qua trong tiểu bang trong quốc hội của California là khuyến khích những tiệm móng tay lành mạnh nên tham gia những chương trình móng tay lành mạnh để dùng những sản phẩm trong tiệm móng tay mình có ít hóa chất hơn thì để bảo vệ sức khỏe cho bà con cộng đồng anh chị em làm trong ngành móng tay. Thì chúng tôi nghĩ là đêm nay là đêm cũng được, bên cạnh đó chúng tôi sẽ đưa vài gia đình cũng trong ngành móng tay mà có sự đóng góp rất nhiều trong xã hội vì cách mà nuôi con em họ đã trưởng thành và đóng góp cho xã hội rất nhiều. Đại diện cơ quan bảo trợ và ủng hộ Liên hiệp, ông Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC và dân sinh Meja, ông cho biết nghề làm nail là một hiện tượng rất đặc biệt của cộng đồng Việt đã thống trị thị trường tại Hoa Kỳ. Nhiều cái gia đình đã nuôi con thành người ăn học mà vượt lên trên được những cái nhiều cái khó khăn khác là cái nghề nail, và vì vậy cho nên tôi thấy là một hiện tượng mà không thể nào mà tưởng tượng được là những người Việt Nam đấy, đi làm nail ở những nơi rất là xa xôi ở Alaska, ở ngay ở Harlem ở nước ước hay là các tiểu bang khác đấy, đã thành công, và lẽ đương nhiên là vẫn còn rất nhiều người làm ngay ở vùng Bay Area này. Tôi rất là trân trọng. Anh Nguyễn Xuân Hiệp, đại diện dân biểu liên bang Rokana, cho biết anh rất cảm phục và trân quý những việc làm của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh đã nỗ lực vận động, tranh đấu bảo vệ sức khỏe cho những người làm ngành nail. Đây là một nỗ lực rất là đáng trân quý, vì trong cái ngành móng tay chúng ta biết rằng là nó có rất nhiều hóa chất rất là độc hại. Thì với cái tổ chức như vậy, chúng ta sẽ làm cho ngành móng tay nó được những người mà làm việc được khỏe mạnh hơn, những người chủ được khỏe mạnh hơn và công chúng được khỏe mạnh hơn. Những bà mẹ, những cô chú đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm việc, để mà có đồng tiền nuôi cho các con ăn học nên người và rất là thành công. Thành ra đó là một nỗ lực rất là đáng trân quý. Xin kính chào tất cả quý vị quan khách tối nay đến với tiệc mừng gặp gỡ lần thứ 6 của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California. Chương trình mở đầu bằng lời chào mừng và cảm ơn quan khách bằng song ngữ Mỹ Việt của bà MC là cô Julia Lu, người sáng lập Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California. Cô là giám đốc phòng kế hoạch của cơ quan y tế Á Châu.
Cô Phương An Đoàn thuộc ban điều hành của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh, và anh Tony Nguyễn, người dẫn chương trình Việt ngữ của đài KTSF. My name is Julia Liao and I'm the co-founder and director of the California Healthy Nail Salon Collaborative and very excited to be here with my co-MCs, Phương An Đoàn, who oversees our outreach for the collaborative, and Tony Nguyễn from KTSF. Đông đảo đồng hương từ San Francisco, San Jose, Santa Ana, Santa Monica, Marin County, Nam California, Sacramento, Oakland, v.v. đã đến tham dự. Đặc biệt có sự tham dự của dân biểu Askelra, anh Nguyễn Xuân Hiệp, đại diện dân biểu liên bang Rokana, bà Vân Lan Trương, đại diện giám sát viên Cindy Chavez của quận hạt Santa Clara, nữ luật sư Helen Chen, phòng bảo vệ lao động Đại học Berkeley, v.v. Em đi trong sát bao, anh đi không ngước mắt, vui đành. So we're very excited to have all of you here tonight to celebrate again all the successes and achievements of the Nail Salon Community and the Collaborative. But really excited to celebrate all of you as our partners who are here tonight. You've really made the nail salon industry the successful one and also one that continues to thrive. Chúng tôi rất vui mừng khi buổi tối hôm nay được cùng tất cả quý vị ăn mừng những thành tựu của Liên Hiệp và của chính quý vị về những đóng góp của quý vị ngành nail cho cộng đồng Việt Nam, giúp nghề nail trở nên một ngành nghề thành công tại Hoa Kỳ. Trong phần phát biểu của dân biểu Askelra cho biết, ông rất hân hạnh đóng góp tiếng nói cùng với Liên Hiệp bằng việc ông đưa ra dự luật AB 1575, bắt buộc phải ghi rõ thành phần hóa chất trong các sản phẩm ngành thẩm mỹ để giúp người sử dụng biết được hóa chất tốt hoặc xấu cho sức khỏe. Dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện, nhưng đến Thượng viện thì không được thông qua. Ông sẽ tiếp tục vận động cho dự luật này được thành công. But we did make it to the floor of the assembly, and it passed the assembly and made it to the Senate, something that no one expected that it could have done. Thưa quý vị, ông là người dân biểu đầu tiên đưa ra cái dự luật đó và đã pass, tức là đã được chấp nhận ở tại Hạ viện. Tuy nhiên khi cái bill đưa tới Thượng viện thì là không được. So when I brought this bill idea forward, I was told there's no way that this bill will ever make it to the floor of the assembly, that they'll kill it, and that it was going to be an uphill battle. Mặc dù ông biết rằng cái dự luật mà ông đưa ra là nó sẽ rất là khó khăn, sẽ không được chấp nhận, nhưng mà ông vẫn tranh đấu và ông vẫn đưa ra cái dự luật đó. Mặc dù tuy rằng năm nay nó không thành công, mà chúng ta hy vọng rằng trong tương lai là sẽ thành công. Sau đó là phần vinh danh công lao của những nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên của Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California trong công cuộc tranh đấu cho sức khỏe, an toàn và quyền lợi cho lực lượng người làm việc trong ngành thẩm mỹ móng tay. Qua những sự đóng góp như vận động, nghiên cứu, liên lạc, tranh đấu về chính sách, v.v., những người được tuyên dương và phần thưởng dành cho cá nhân đã tạo thay đổi tích cực cho cộng đồng với trích đoạn như sau. Cảm ơn tất cả các anh chị em, tất cả các chị em, tất cả các cô. Chúng ta đã sát cánh từ bao nhiêu năm và đây là lần thứ 6 chúng ta ra mắt cộng đồng và chia sẻ với cộng đồng tất cả những hoạt động của chúng ta trong những năm vừa qua. Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh nói chung và Phương An nói riêng xin cảm ơn tất cả các chị em ở đây. Có những chị em đã sát cánh với mình từ 10 năm nay. Ok, xin cảm ơn. Phần thưởng xuất sắc dành cho gia đình trong ngành thẩm mỹ móng tay đã giáo dục và đào tạo con em mình xuất sắc, xây dựng nên gia đình và cộng đồng vững mạnh, được trao cho hai cá nhân là cô Lisa Chu và cô La Thi Phạm. Chúng tôi xin trao tặng giải thưởng gia đình xuất sắc cho con em của những gia đình nghề thẩm mỹ móng tay đã nuôi dạy con em thành những hữu dụng phục vụ cộng đồng. Giải thưởng này được trao cho người đầu tiên là cô Lisa Chu. Cô Lisa tốt nghiệp trường UC Davis với văn bằng cử nhân chính trị học và sau nhiều năm hoạt động với cộng đồng giới trẻ gốc Á, hiện cô là phụ tá pháp lý cho văn phòng dân biểu tiểu bang Askara, đại diện khu vực San Jose. Trong cương vị này, cô Lisa Chu có thêm cơ hội để làm những công việc mà cô hằng mong ước là phục vụ cho người dân California mỗi ngày.
và đóng góp khả năng của cô sao cho những đạo luật tiểu bang được ra đời và giúp người dân California được thăng tiến hơn. So please give a round of applause to Lisa Chu for our Family Recognition Award. Our next Family Recognition Award, we're excited to present to our very own Kathy Pham. Where's Kathy? Kathy, please stand up. Trao tặng cho gia đình xuất sắc thứ hai và cuối cùng trong buổi tối hôm nay là gia đình cô Kathy Pham. Giải thưởng gia đình xuất sắc được trao cho cô Kathy Pham. Cô Kathy Pham đã ở trong ngành thẩm mỹ móng tay được 30 năm, dù nhìn cô rất trẻ, không ai tin được là cô đã làm nghề 30 năm. Và cả gia đình cô Kathy Pham là một gia đình hoàn toàn đặc biệt làm việc cho cộng đồng. Cha mẹ cô là ông bà Thiện Pham, đặc biệt tham gia tất cả mọi hoạt động tranh đấu cho những người Việt Nam, những người còn lại ở Việt Nam đang chịu những bất công tại Việt Nam. So please give a round of applause for Kathy Pham for the Family Recognition Award. Chúng tôi rất hân hạnh được trao giải thưởng gia đình xuất sắc cho cô Kathy Pham. Congratulations. Anh Nguyễn Xuân Hiệp, đại diện dân biểu liên bang Rokena, trao tặng bằng tưởng lục cho Liên Hiệp, trích đoạn như sau. Congressman Rokena will work with the team to try to protect the health of the workers, the health of the owner, and also the health of the public. In the future, we hope to work together on that side. Kính thưa quý vị, tôi được hân hạnh đại diện cho Văn phòng Dân chủ Liên bang Rokana để trao bằng tưởng lục cho Hội California Healthy Nail Salon. Và trong tương lai, văn phòng của dân biểu Rokana hy vọng sẽ work với hội, sẽ làm việc với hội để cải tiến sức khỏe của những quý vị đã làm việc với cái ngành nail này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you very much for your effort. Thank you, Hip. And now in the moment you've been waiting for, we're going to introduce the Miss and Mrs. Vietnam USA group who will perform our beautiful Ao Dai show. Và bây giờ quý vị cùng thưởng thức một phần văn nghệ rất đặc biệt của các cô hoa hậu Miss and Mrs. Vietnam USA trong phần trình diễn Ao Dai. Oh,
Thank you.
xin chào quý vị và em muốn cảm ơn quý vị đã mời tụi em từ Miss and Mrs. Vietnam USA đã để tham gia sự kiện hôm nay. Và không khí thật là vui nên em rất là vui em có thể celebrate với mọi người. Dạ, kính thưa quý khán giả của Đài Việt Vùng Vịnh. Hôm nay thì Diễm Trang đương kim của Hoa hậu Phu Nhân ngân của năm 2017. Và Diễm Trang rất là hãnh diện là Diễm Trang làm đại diện cho công ty Oli có những cái sản phẩm nó natural cho green, very healthy cho sức khỏe của chị em ngành nail. Dạ kính thưa quý vị khán giả Vùng Vịnh, em là Trang Nguyễn, First Princess của Miss Vietnam USA. Thì hôm nay em rất là vui và hãnh diện có mặt hôm nay trong chương trình này. Mọi người ở đây rất là đông vui và em thì thật sự hôm nay em tới hơi trễ một chút nhưng mà mọi người không khí rất là đầm ấm. Tôi cũng rất là vui mừng được cùng với các chị em của Ban Hoa hậu giúp cho chương trình về văn nghệ, về tiếp tân cũng như trong Ban Hoa hậu của chúng tôi cũng có những cái món quà gửi đến cho quý vị quan khách đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Đêm qua mơ giấc em đến cùng đàn diều muông tiếng thơ, không gian trầm lắng nhau yếm ru ai trong giấc. Thưa quý vị, đã qua 12 năm từ ngày thành lập Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh California, đã đạt được một số thành quả như phát triển các tiệm nail chọn hóa chất an toàn hơn, việc nghiên cứu, hướng dẫn, giữ gìn sức khỏe và quyền lợi an toàn khi làm nail, và tiếp tục vận động hầu loại trừ các hóa chất độc hại chứa trong các sản phẩm làm nail, v.v. Để cùng nhau xây dựng một ngành nail vững bền, đoàn kết, lành mạnh và an toàn hơn cho cộng đồng Việt. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị.